Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau là bài tập 1 trong phần AutoCAD cơ bản. Bài tập 1 thì chúng ta sẽ có 4 hình với các kích thước như sau. Mình sẽ làm hình đầu tiên. Hình đầu tiên, người ta cho độ dài của đoạn đầu tiên là 66. Và từ đoạn đầu tiên này và một đoạn tiếp theo cho độ dài, độ cao là 33. Đoạn này lệnh đoạn này là 17. Các bạn sẽ làm như sau. Các bạn L Enter nháy cho một điểm. Các bạn nhập cho mình là 66. Enter. Enter kết thúc. Cái đoạn đầu và đoạn bên dưới, đoạn bên trên, đoạn bên dưới này bằng nhau. Khoảng cách của nó là 33. Các bạn dùng lệnh sao chép CO Enter, chọn đối tượng Enter, nháy cho một điểm, đưa xuống, các bạn nhập 33, Enter, Enter. Đoạn trên dịch chuyển sang bên phải so với đoạn 1, một khoảng là 17. Như vậy các bạn dùng lệnh di chuyển M, Enter, chọn đoạn này, Enter, nháy cho một điểm, đưa sang bên phải, nhập 17, Enter. Hai đoạn đã so ngang nhau. Bây giờ các bạn về hai đoạn hai bên thì chúng ta có điểm đầu, điểm cuối. Các bạn L, Enter, nháy cho một điểm, nháy chuột điểm tiếp theo, Enter. L Enter, nháy chuột điểm này, nháy chuột điểm này, Enter. Như vậy các bạn đã vẽ xong hình nhất. Bây giờ chúng ta dùng lệnh gõ DLI Enter, nháy chuột, nháy chuột, đưa lên để hiện ra kích thước. DLI Enter, nháy chuột, nháy chuột, đưa lên, xong kích thước. Tương tự bên này cũng vậy, các bạn gõ LDI Enter, nháy chuột, nháy chuột, đưa ra thể hiện kích thước. Các bạn đã xong hình thứ nhất. Bây giờ sang hình thứ hai. Người ta cho một đoạn 15, 60, 40, 40. Chúng ta ở đâu có kích thước chúng ta vẽ trước. Rồi, chúng ta sẽ làm như sau. L Enter, nháy cho một điểm, đưa xuống. 15 Enter sang 60 Enter, đưa lên, nhập 40 Enter sang, nhập 40 Enter, nháy cho một điểm tiếp theo. Như vậy các bạn đã xong hình thứ hai. Bây giờ mình lại gọi DLI Enter, nháy chuột, nháy chuột, để kích thước. Rồi, ok, nháy chuột, nháy chuột, nháy vào vị trí để kích thước. Rồi, nháy chuột, nháy chuột. Các bạn nhớ Enter để nó gọi lên lệnh trước đấy. Rồi, như vậy các bạn đã xong hình thứ hai. Bây giờ chúng ta đến hình thứ ba. Hình thứ ba người ta cho một đoạn là 78, một đoạn trên là 52. Độ cao này là 39. Các bạn sẽ vẽ như sau. L Enter, nháy chuột vào một điểm. Các bạn nhập 52. Enter, đưa xuống, các bạn nhập 39. Sang ngang, các bạn nhập 78. Enter, Enter. Các bạn nhìn thấy đoạn 52, nó trung điểm của đoạn 52 trùng với trung điểm của đoạn 78, tức là các bạn lấy 78 này trừ đi 52, còn lại 26. 26 các bạn chia đôi ra thì mỗi bên là 13. Như vậy các bạn phải dịch chuyển đoạn 52 trên này vào một khoảng, tức là sang bên phải một khoảng là 13. Các bạn dùng M Enter, nháy chuột một điểm, Enter, nháy chuột một điểm. Rồi, nhập 13, Enter. Như vậy đoạn 52 vào chính giữa. Bây giờ các bạn L Enter, nháy chuột điểm đầu, nháy chuột điểm cuối, Enter. L Enter, nháy chuột điểm đầu, nháy chuột điểm cuối, Enter. Các bạn dùng lệnh E Enter xóa đoạn thẳng này đi. Như vậy các bạn đã vẽ xong. Bây giờ chúng ta lại D L I Enter, nháy chuột một điểm, nháy chuột một điểm, nháy chuột, Enter gọi lên lệnh trước đấy, nháy chuột một điểm, nháy chuột một điểm, đưa lên đây, nháy chuột, Enter, nháy chuột một điểm, nháy chuột một điểm, đưa sang đây, nháy chuột. Như vậy các bạn đã xong hình thứ ba. Sang hình thứ tư thì người ta cho đoạn này 25, đoạn này 60, đoạn này 25. Từ đây vào là 30, từ đây lên thì các bạn lấy 40, 45 trừ đi 25 còn lại 20. Chúng ta sẽ giải quyết bài tập này như sau. Các bạn L Enter, nháy cho một điểm, nhập 25. Enter, đưa sang. Các bạn nhập 60, Enter, lên 25. Enter, các bạn đưa vào, nhập 30, Enter, lên, các bạn nhập 20, Enter. Rồi các bạn nhảy chuột vào đây, Enter, L Enter,
nháy tiếp vào đây, nháy tiếp vào đây. Rồi các bạn dùng lệnh E Enter chọn hai đoạn này, xóa đi. Bây giờ mình đã xong hình tư, mình lại dùng D L I Enter nháy chuột vào điểm này, nháy chuột vào điểm này, nháy vào vị trí để kích thước. Enter nháy chuột điểm này, nháy chuột điểm này, nháy chuột vào vị trí để kích thước. Enter nháy chuột vào đây để kích thước. Enter nháy chuột vào đây, nháy chuột vào điểm này. Rồi như vậy là các bạn đã vẽ xong 4 hình. Mình đã chưa xong bài tập 4 hình, bài số 1 cho các bạn. Chúc các bạn làm tốt.